Nè. À, Lâu quá. Vũ là đang lên giường chắc đang đánh một giấc. Tôi lạ gì? Nãy gọi điện. Alo. Đấy, tôi phải giục dậy ngay đấy. Biết làm cái trò gì mà ngủ. Thanh niên Hà Nội 9 giờ tối đã lên giường đi ngủ. Khổ. Đây là người ta chuẩn bị đến giờ dậy, một cười. À, tức là Vũ sẽ Đúng ngủ giờ từ tan đồng đây, một cười. làm việc thâu đêm đây các em ạ. Rồi ngày hôm nay thì tôi cả Vũ lại quay trở lại với It Takes Two đây. It Takes Two. Em coi trên tivi tải bằng cái đéo gì, tivi thì tôi chịu nhá. Tivi đấy game hơi khó đấy thì tôi cũng chịu. Nào, vào game thôi. Hôm trước thì tôi cả Vũ đã đi vào được cái phòng của đứa con gái của hai cái nhân vật này rồi nhá. Tôi phải nhắc lại cho nó chuẩn chỉ. Tôi và Vũ đã vào được Tình phòng dục của rồi đứa à? con gái của hai nhân vật mà bọn tôi đóng vai này. Đấy, phải nói phải rõ ràng như là rành mạch không có tí lệ. Mời PAV Thấy lồn đâu? rồi đấy. Mời từ từ. Rồi rồi rồi. Tivi vào web mà xem. Ừ. Như thế này Vũ làm ăn với vợ kiểu gì? Ôi rồi anh em kinh lắm. Cũng cũng ác đấy. Phải đùa đâu, chắc phải xong nhiệm vụ rồi nó mới cho đi ngủ chứ. Chưa xong thì cũng không ai cho đi ngủ đâu. Vũ là tôi biết lịch trình mà, cứ 7 giờ tối ăn cơm xong phải lên làm choác mà. Xong rồi. Sớm sủa hiểu không? Sớm sủa. Cơm no xong rồi bỏ cưỡi ra bắt đầu đi làm việc. Anh Dũng ơi, chim anh có to như lời đồn không? Bọn tôi là già nhất trong team, thành ra là càng già thì cái mức độ nó lại càng kiểu giảm cái độ 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 dài độ cao đi, như kiểu là chiều cao chúng ta sẽ giảm dần khi chúng ta già ấy. Tôi là 50. À, Vũ là 51, Đạt 52. Đấy, theo đúng cái gọi là lứa tuổi. Đấy, cũng phải nói thật với anh em, chiều dài ba bọn tôi là như thế. Còn Nhưng mà chị em nào có nhu cầu thì cũng cẩn thận nhé, vì là càng già càng cay đấy, cay sót lắm. Tìm những người nào trẻ trẻ như bọn tôi thôi, đỡ cay. rắn Cay quá sau lại biến thành con Linh học. anh Dũng ơi, em có thằng em tên Hoàng nó bị nghiện, anh có thể cho nó lời khuyên không? Anh em không biết cái câu là không nghe cái gì nhỉ, không nghe nghiện gì nhỉ, Nghị không trình không bày, nghị trình không bày. không nghe ý ý trình bày, à không nghe ý kể chuyện, không nghe nghiện trình bày nhá. Cho nên là tôi không nghe Đây, nghiện trình bày, tôi không tôi nghĩ trình bày là với anh nghiện. em cái cách tư vấn tốt nhất cho anh em cho thằng bạn anh em là đổi tên từ Hoàng thành Long, thế thì nhân vật này cứ tên là Long thì hay là hay, hay đi kèm chữ nghiện. Bạn ơi đừng nghiện nữa. Hiểu sao đi khuyên làm sao, khuyên làm sao được thằng nghiện này. Anh em nghiện không bao giờ khuyên được đâu anh em ơi, bởi vì lúc đấy là nó, lúc đấy là cái đầu óc không còn là như bình thường nữa rồi, không phải là một cái người mà có thể lắng nghe được cái điều phải trái ở đâu, vì cơn nghiện đã lên thì chỉ có xích người vào thôi. Chứ còn bây giờ làm gì Rồi có cái cách. mà có khi cũng không không còn là Hoàng bạn anh em đâu, Thành Long thì cũng nên đi chứ, Đấy. anh Long kiện rồi. Rồi đây bọn tôi vào đến phòng của đứa con gái rồi đây. Đấy, hôm trước là sau khi mà phiêu lưu trên cái đống cây xong rồi đánh boss coi như là ong chúa xong thì hôm nay vào phòng, phòng đéo bừa bộn này. Vũ xem nào, bảo cháu chun nó sống cho nó gọn gàng vào nhá. Con Phòng gì mà chẳng gái vừa va vừa phải. Tắt ngay loa ngoài đi, đừng để tao điên lên. Từ từ đã, mày cứ tắt loa ngoài, tao sẽ chỉ cho mày cái sự bẩn thỉu con game này Vũ ạ. Tắt loa ngoài chưa? Đấy, sao rồi đây? Đây bây giờ tắt đéo đâu, tao vẫn nghe tiếng đấm vào mồm rồi. Nghe cặc phải va vật. Đây bây giờ mày nhìn mấy cái đèn đi. Đi mẹ. Cái này bây giờ mà tắt điện xung quanh đi là giống cái ảnh meme đéo gì về chiến tranh giữa các vì sao nhỉ? Đấy Kiếm. anh em đã thấy được cái sự bẩn của con game này chưa? Tôi đã bảo con game này là nó đội lốt game coi như là ca sùi, mà thực chất nó là game 18 cộng mà. Là em là 18 cộng Rất bẩn mà. thỉu. Ô có trò chơi này, ô có điện tử được gì đấy? Ố, tanh tanh Đầu tanh tanh đầu tanh đầu đầu tanh tăng tanh. à? Ấy là tỉnh Ôi ấy. rồi ôi đấu tanh. Thì hồi xem điện đồ họa cái gì đấy? Ray Tracing à? Cyberpunk mẹ Nhờn rồi. này. Nhờn.
Ơ sao mình toàn bắn đi đâu vậy? Bắn cái gì đấy? Nhân! Trời ơi, cả hai thằng có một máu vậy? Chạy này. Vũ chơi mini game với tôi thì không bao giờ có cửa luôn, câu cho nó nhanh. Tỷ số bây giờ mini game là 3-0 mẹ rồi. Mấy con game này toàn game vớ vẩn, game nó không thể hiện trình độ chơi bời đéo. Ơ quả trâu bị nhạt quẩy này. Quẩy. Lên. Gì đây, xoay à? Đấy, kinh đấy, khiếp, cháu bé mà đã khiếp biết ba sàn rồi chết không. Phòng ngốc đéo gì một tỷ thứ đồ này. Phòng chị dậu à? Ơ rồi, đánh mông. Vậy con game này làm chi tiết thật đấy, bối cảnh kiếp vậy. Làm kinh khủng chân mà chất. Bán 800k nó xứng đáng đồng tiền bắt gạo anh em ạ. À cái đèn này đèn lava đây. Sao lắm ổ điện ổ điếc mà cắm mà để trong cái đống đệm như này cháy nhà nào không biết rồi này. Lại được lại trò chơi rồi. Lại video game rồi. Chơi thôi. Đây là cái máy Atari ngày xưa đây đúng không? Đây là cái trò gì này? Nhập password. RRI là cái gì? Ai ba. Đéo hiểu, tôi chết rồi, vào mấy cái trò EQ như này, thằng chó Vũ nó nhanh lắm, tôi chả hiểu cái gì đâu. Cái này là DE đéo gì đấy? Ấn nút gì? Có nút đéo gì đâu? làm gì có nút gì, có di chuyển thôi. À đây, đặt vào đây. Trời. Chưa? Hình như anh phải bên này. Đâu? Xếp hình à? Mẹ. Hay để đấy. À đây. Ơ đó. Không phải. Có cái nút gì đâu, có mỗi nút Q để cancel thôi. Cái trò này thế nào? À đây. À. Ôi giời, đẹp nó ra là. Để xếp hình. Ôi giời. Gì đây? Thì nó cho chơi xếp hình thật à? Tôi muốn chơi xếp hình anh em ơi. Đây, trai trên gái dưới. Đấy. Thôi nhá, giải tán nhá. Game vã vần. Bố láo à, không bắt quất đéo qua chơi, được. Phải chơi xếp hình thật phải thôi. Chơi xếp hình. Tôi Vũ chơi xếp hình rồi, xếp cái gì bây giờ? Thế nào, chả hiểu đâu. Phải có cái à đây. Đây, thành một cái đường hình ư. Khổ. Hai ông được chơi xếp hình ở đây. Đấy, cao thấp. Game đúng trẻ con. Mất thời gian. Cái gì đây? Đây à? Đây là cái gì? Ôi giời, cái này là mẹ mọc sừng rồi. Đây là cái... Đây à? Đặt cái đeo gì sao? Đây? Mồm à? Ẩm dâu hay sao ấy? Mồm đây. Đúng không? À để cho mồm... Đâu phải. Đây. Đi, đúng rồi, cho cùng cười. Ôi dồi, hack dễ thế này á, thì tội đi làm hacker. Rồi. Anh em thông cảm, bọn tôi giờ già rồi hơi chậm hiểu, khổ miệng cười. Bọn tôi cứ tưởng một bên là mọc sừng mặt nó buồn. Ai biết đâu. Thẩm du nhiều não chậm VL. Vâng. Mic nhỏ thôi anh ạ. Ôi rồi, thôi xong, tôi đánh nhau với lại quỷ đầu chó rồi. Được chưa anh em? Ok chưa? Mic hay to nhỉ? Ok chưa? Cắm sừng ai thì cắm chữa, đừng cắm sừng em liên quan. Đéo đánh nhau là khỉ đầu chó này. Boom à? Nói dối. Rồi. Râu sẽ lấy tôi về từ chỗ bảo tàng và giao cho tôi cái nhiệm vụ đặc biệt. Tôi là người duy nhất có thể bảo vệ được Râu từ cái coi như là sự đen tối của vũ trụ. Bọn tôi cũng muốn bảo vệ Râu. Bọn tôi là bố mẹ hả?
đừng có nói dối nữa. À, okay. Các ngươi chỉ làm cho con bé khóc mà thôi. À. Đấy, ôi đó ghi âm lại được hai bố mẹ nói chuyện về cái vụ lấy nước mắt con kia rồi. Các ngươi là loại quái vật gì cơ chứ? Không 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 không. Ông hiểu nhầm rồi. Bọn tôi chỉ muốn lấy một ít nước mắt của Râu để cảm ơn anh em Ricardo. Các người đừng có hòng lấy được nước mắt của Râu. Các người sẽ kẹt đây mãi mãi. Boom boom anh em ạ, boom. Em hiểu sao con tôi lại biến thành con khỉ đầu chó này. Rồi anh bị đau tim mất. Chúng ta làm gì đây? Ở trên vũ trụ không ai nghe được chúng ta la hét đâu. Đừng có ngu ngốc như vậy. Chúng ta qua trên vũ trụ đâu? Thì chúng ta đang ở đâu? Nghe em đây này. Râu và em đã từng chơi với cả những cái đồ chơi đó nhiều lần rồi. Hình như là cái con mẹ này làm việc ở chỗ trung tâm vũ trụ hay sao ấy. Làm việc ở trung tâm vũ trụ hay là cái đéo gì? Viện bảo tàng. Gì đấy? Ủa? Ủa thôi. Đây thì chịu nào được? Kinh vậy? Kinh vậy? Công nghệ kinh vậy? Ô, cái này có bán ở ngoài đời không? Cái này có bán ngoài đời không? Để tao buộc vào cái, không phải tôi không buộc vào lưng vào bụng tôi anh em nhé, tôi sẽ buộc cái này vào chỗ khác. Công nghệ hay thế? Ôi ôi kìa. Ấy à? Cái đôi này là có thể bay được đấy. Nhảy, úi rồi. Dà. Úi rồi. Ấy da. Hút chân không cả. Ờ nhỉ, đấy là cái thắt lưng của thằng Ant-Man nhỉ? Ờ đúng rồi, kiểu bộ quần áo của thằng Ant-Man đấy. Ant-Man đấy, người kiến đấy. Thế này thì tôi nói thật với anh em, Vũ thì nát mồm. À đây là biến thành nhỏ. Đây là biến thành nhỏ tí. Cái giày này là đi đâu cũng được. Tức là nó có độ bám đúng không? Ờ thì đang đứng ở trên đầu đây này. À nó có độ bám. Tức là phải có đường thì mới đổi được chiều, chứ không phải là cứ đi vào tường là đổi được. Rồi. Phải có cái đường vàng này mới đổi được. Bây giờ làm cái gì? Đi qua đây thôi, phá đây. Ôi, to như thế mà ông chết. Thì đồ thế kia thì chả chết. À đây để em đi. Đấy. Đấy. Ôi giời. Đấy. Úi giời ơi. Hây. Đấy, đấy, đẩy đi. Sao đéo có cái gì? Có thấy cái gì không? Có gì thay đổi mày, không? Mày anh phải thu nhỏ lại mới chui được qua chứ. Nhỉ? Thu nhỏ lại. Đúng rồi, mình phải thu nhỏ lại. Hiểu. Thu nửa nữa, thu xuống nữa. Mẹ rồi. Thế này à. Đuôi chuột ngoáy lọ mỡ à. Đấy đéo ai chơi. Rồi, khoa rồi. Ây, có phải to như thế này bố đời chứ. Sao mình lại ở trên trạm vũ trụ, đéo nào bị con kia bắt vào cái trạm vũ trụ đéo nào nhỉ. Ây, ôi ôi. Rồi, về rồi. Đấy. Cầu ra rồi đấy. Tí chết. À cái gì? Mẹ. Này là cái gì? Hết pin. Lấy pin à? Gì đây? Pin với chúng tôi này. Lắp pin vào đây thôi nào. Thu nhỏ lại chui vào. Chắc phải nhỏ nữa đấy. Đấy, đường này bên này. Mẹ ăn men à. Đấy, nhỏ ủa nữa quá. Lên đây. Vậy chồng với ông Dũng này, vậy như con kiến vậy luôn. Ôi, đúng là end man chui vào trong rồi. Đấy, đẩy cục pin vào. Ồ, được chưa? Rồi. Quỳnh ấy chứ. Khiếp, con game này làm vậy chi tiết nhỉ? Làm quá bố đời luôn. Chi tiết vậy lìn. And man 3 spaceship. Có một cái luồng. Có một cái luồng thần lực gì đấy mình có thể cưỡi được. À, nhảy vào ấn cách là để bay lên. Ai dạ. Cán chôn để bay xuống. Cái gì đây? Phá cái này ra xem nào. Xem nào. Sao đây? Phá được chúng tôi. À, tránh nào.
nhơn này. Ơ, đéo được. Cái gì đây? Cái gì là cái gì? Sao đằng này dùng cái gì đấy? Không biết. Cưỡi vũ đi anh. Cưỡi vũ gì? Anh em dở hơi à? Cưỡi nó chết đây, nó dẹp lép người đấy. Ô, có cái hố đen này. Đây là cái cổng dịch chuyển đấy. Ô. Ôi, ôi, tao bay vào trái đất đấy. Kinh vậy. Dịch chuyển đi đâu này? Ôi, mình đang nhìn hệ mặt trời này. Ui, đéo hiểu hệ mặt trời đéo gì mày ba hành tinh vậy dính vào nhau này. Ơ kìa, hình như phải nhảy. Anh đi quay về à? Này phải làm nào? Nhảy lên mấy cái đĩa hành tinh kia kìa. Đây này, phải nhảy cái đĩa hành tinh này này. À, về trái đất đây. Đây, nhảy lên cái đĩa này này. À. Nhảy lên cái này xong như nào? Không nhảy lên mấy hành tinh kìa. Sang hành tinh này. À, thế à, thì con đạp rồi, vào đây thôi. Cái game bắt đầu vệ choáng rồi đấy. À! Ui xôi ôi. Đây rồi. Ui xôi ôi. Ui xôi ôi. Ui xôi ôi. Ủa? À, đây, khổng lồ rồi. Này thì trái đất với chúng tôi. Ủa? À, đây, để em xem này. Đá thằng này. À! Đá từ để em trèo lên đây đã. À, vào đấy đây. Vũ sẽ leo lên cái đấy và bọn tôi sẽ... Rồi, đá đấy. Vũ đẩy. Con này đá... À, để bay sang bên kia. Từ. Vũ đẩy. Đây đây, anh phải đá quả kia bay sang đây để em nhảy sang đấy. À, tại sao không phải là đá quả đấy bẩy sang đấy? Không tới, có thấy... À, đấy, được. Cũng gần được đấy, được. Không hiểu. Được. Phải đủ các... Portal mới đi được hả anh em? À, đấy, tí đấy. Có series xây dựng đế chế không anh? Tối nay 3K anh em nhá. Thoải mái chúng ta còn ngồi nhau 4 giờ sáng. Thoải mái đi. Rồi, không phải hỏi này. Han gì về cái trò thứ hết. Để xem cái thằng này đá nó bay ra. Yeah, bay ra mình kìa, cái chỗ này đi đéo nữa. Đây. Thôi xong à. Rồi. Đéo đủ rồi. Mày đi, nhảy con đấy là hơi kiêu. À, đây. Em phải đi sang hướng bên này để đổi chiều. Lại. Rất mất thời gian. Chưa nghiên cứu địa hình. Yêu anh ghê. Bùi Hồng Hạnh 87. Ôi 87 hả em? 87 là hợp với tuổi anh lắm đấy. Tuổi anh 86 là hợp với 87 nhất đấy Hạnh ạ. Em có chồng chưa? Hỏi luôn nhanh. Nào chuẩn bị giật nhá. 1, 2, 7. Tốt. Rồi, giờ là đi sang bên này, xong sang bên này. Ôi, robot kìa. Ôi, tại phải chui vào làm pin rồi. Lại phải lên làm tao pin làm rồi. Tao làm tao lên được. Mày phải có cái gì cho tao lên chứ. À, tao có cái tên lửa đây, tao biến bé để chui vào tên lửa này. À, vai lều. Không gì đấy, không phải à? Đi đâu rồi? Từ xem có cái đường nào. Ừ, không phải. Không có đường nào chui không. Để đi xuống đây xem nó có cái gì ở dưới này đã. À, ở đây có mấy cái nút. Đấy. Bấm đi, tác dụng gì không? Bấm ta mới lên được. Chà, thấy có tác dụng đéo. À đây nó có mở mấy cánh cửa tủ ra. À, thế thì để mở cái thấp nhất đã. Vẫn là cái đấy. À, rồi cái thấp nhất đây. Phá to lên mà nhảy. Đúng chưa? Chờ cái này phá bà. To lên nhảy á? Điểm đấy. Tớ bám như này thì tớ nhảy đéo ai hóa to. À để xong này đã. Rồi bên kia. Rồi tốt. Đi đi. Phải tốt. Tiếp tục. Được. Ấy. Ok. Đi nó đang lên mà. Đi từ từ phải nhìn tiến trình chứ. Lại đây. Rồi lên đây. Được chưa? Dẫm này. Lên chưa? Rồi. Sang bên này đây. Nhanh. Tiếp. Rồi tiếp. Tiếp. Rồi. Tiếp. Rồi. Rồi tiếp.
Nhơn. Tốt, tiếp. Rồi, lên đi. Tốt. Very good. Lên lại. Rồi, biến thành tí hon. Vậy con game này vậy ảo quá. Game này làm quá là đỉnh cao luôn. Được của nó đấy. 800k nó hơi đắt một tí nhưng mà nó thật với game mà nó đồng tiền bắt gạo, bởi vì nếu mà chia ra hai người chơi thì mỗi người chỉ 400 thôi. Đây là mình active cái cửa này đi đâu đấy rồi. Mở portal. Ây à, chúc vào luôn. Woo! Lại về đây rồi. Chú Vũ lại viết sai tên game rồi. À thế à? Chắc là thiếu chữ S chứ gì. Chắc thiếu chữ S là chữ thách cái gì. Thách đấy, có chữ S à? Ít mà, thằng này tiếng Anh ở xương học ngữ pháp. Chết, quên, lỗi. Có 3 poster tất cả, mình phải làm đủ 3 poster. Ở đây vào poster này xem nó dẫn đến đâu. Poster này vào... Mình mới ấy được một cái poster, active được một cái poster thôi. Còn hai cái này nữa. Nhưng mà correct thì nhà phát triển lấy gì mà ăn? À ừ, thì cái này thì nó là tùy tâm thôi nha anh em nha, tùy tâm nha. Giống kiểu anh em vậy, correct thì thần trùng lấy gì mà làm ấy. Ok. Đéo phải đường này. Đường kéo nào nhỉ? What the hell? Hay là cái chỗ này? À đây, nhìn sang bên này. Đây. Chắc phải nhảy được chứ. À đây, cái đợi kia kìa. Đợi cái kia nó sinh ra. Ở đâu hôm nay mình nhảy vào nó. Phải đi đấy. À, đi bằng cái này à? Ây, ây, à. Rồi. Để đứng. Đi ngược. Nào, thằng kia vừa từ từ. Úi dồi ôi, đơn chết. Giản như đàn dổ. Thôi. Chắc anh phải ẩn. Tao anh ẩn đi sao nào. Tao phải to lên. Ê. Anh là cái thằng phải ẩn thôi, lên đây làm đéo gì. Tao phải to chứ. Đấy. To ẩn nó mới chuẩn. Đây, nút kìa. Đẩy quá đây. Đẩy đúng chỗ cho Vũ lên nhá. Hôm nay bọn tôi là phối hợp. Anh em thấy cái này nó giống với hình dáng con bọ hung không? Con mẹ. Đi ra phía kia đi. Đang lấy lùi, nó phải lùi trong cái tay. Đéo thế này. Tay trông dẻo đéo chịu được. Bọ hùng lăn cất mẹ rồi. Mày đang đi trên đồng cất đấy, tình vi. Đi trên đồng cất thì mới đi nhiều, vấn đề gì đâu. Mày đi trên đồng cất đi nhiều à? Không hiểu. Ra đường dẫm phải cất là chuyện bình thường. Anh phải lên đây về lắp pin rồi. Xem nào. Cái hạt này để làm cái gì nhỉ? Có được lên đâu? Không. À không. Vẫn là pin rồi, vẫn là pin rồi. Cái hạt kia, à đây, đẩy cái hạt kia xuống dưới. Cái hạt kia mày vừa đẩy tao lên còn gì nữa. Mình đang ấy, mình đang ở mặt ngang. Đéo nhận ra mình đang ở mặt nào nữa. Lên. Ây kìa. Mẹ, đéo mày nhảy lên trên chứ. Mày đè chết tao rồi. À, cái này đè à. Đấy. À, xong em kéo lên. Mẹ, anh em cứ bình tĩnh, Vũ hôm nay nó hơi chậm hiểu, nó vừa ngủ dậy. Đéo đi được. Đây. À đấy, nó phải thế. Cần để... đi. Ôi. À là như thế, chỉ cần biến lên cái là bị rơi à? À nặng. À nhảy lên đây. Yêu yêu lại còn thế. Rồi, đây. Nặng quá. Đấy, bây giờ active vào cái cổng số 2. Còn cái cổng đã sau anh em ạ. Thật anh em kêu lag cái gì đâu, no mượt mà. Lag cái gì. Ông Dũng chơi chó VL. Thằng Vũ thì không chó đấy. Chó anh chó em thôi. Chó chơi với chó chứ anh em nghĩ gì. Chỉ có người chơi với chó, chỉ có chó chơi với chó thôi. Mà cũng chỉ có chó mới xem chó thôi.
anh em đừng có chửi tôi là chó. Hoặc là cái trường hợp thứ hai là về anh em vẫn thấy là chó xem tắt ao là chỉ có chó xem người thôi. Chứ còn chứ còn nếu người mà ngồi xem chó tắt ao thì chắc chưa có rồi đâu. Hey space lady. How's it hanging? Takes some getting used to, but I'm all right. Chửi viewer, viewer gửi chửi số shipper thì được, số shipper không được chửi viewer. Đi về chết tệ rồi. Cái gà đéo chịu nữa kìa. Quay lại. I have an idea. Next time we avoid the lasers. Wow. Chửi người ta không cần người ta chửi lại là như thế nào? À đây, đi về về nhảy ngược thôi. Ấy. Ui ôi. Từ cái chỗ đấy đi qua như nào, ngồi à? Hình như phải ngồi. Có nút ngồi không nhỉ? Có. Control là ngồi. Đoạn chỉ khó thế. Please. Vũ quảng mà, anh em yên tâm. Trời. Sao nó đéo quảng vậy? Ai. Hồi sinh luôn à? Việc nhẹ lương cao. Điểm phải con game này không bắt đầu làm mà vẫn đấy, không bắt đầu làm mà vẫn có về, ăn. Về chiều trước rồi đấy. Vũ. Mày quá tôi không chơi tại nhân vật đấy. Đạp đạp vẫn đỡ chưa đủ. À đây đây đây. Điền. Đấy đạp cái thằng dưới này, bên này. Đạp đây. Đúng được. Mày phải đạp thôi. À, đấy, đây, mày phải đạp chứ không phải tao. Đạp mày đi. Đứng sang bên này đi, đứng sang cái này đi. Đấy. 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 Này thì đấy đi qua đi. Ngồi. Mẹ mất hết cả mẹ khái niệm về mẹ hướng và chiều rồi. Này là cái gì? Phải có tao ở bên đây mới được. Bây giờ phải làm cho tao sang được. Tao đang đéo chui được cái này. Là thế nào? À đây, đứng vào đây. À tao biến thành bé, tao biến thành bé. Ôi, tao biến thành cái đéo gì này, cái gì nữa rồi. Không nhìn thấy cái gì cả. Giờ như nào? Ui, nhờn này. Đấy. Ê, dính đất rồi. Mày ở đây còn gì nữa? Cờ Việt Nam kìa, cờ Việt Nam kìa. Ờ, cái của Việt Nam đấy mà. Cờ Việt Nam đây. Chắc là phải đứng ở đây. Nhìn. Đây, xoay. À, anh phải xoay xong thả ra. Thì nó sẽ bắn em lên. Ok. Rồi, thả đây. Mạnh. Dập mạnh. Ok. Thế nào? Phải dậm nhẹ và mày phải lái được sang bên kia. Rồi. Lực nhẹ nhá, lực nhẹ nhá. Rồi, nhẹ nhàng. À, chưa đủ, thiếu tí nữa. Đây, ra. Yeah. Nữa đây, chưa đủ, cứ hết đi, lút cán đi. Lút cán này, lút cán chết đừng trách nhá. Tâm đang chạy rồi. Rồi, thả đây. Ôi, nói đầu. Đầu. Đầu Vũ phải nói là... Nhảy qua. Này phối hợp hai chiều kinh phết. Ui. Không hút được. Phải đi đâu? Biến thành tí hon cũng đáp được cái việc gì. Làm sao làm được cái game này giỏi nhỉ? Ôi rồi thôi. Nè. Đang được lãi là mình phải hút được cái này chứ nhở? Đứng thử hẳn vào cái chỗ thấp nhất đi xem nào. Đây. Mình hút. Vá một phần. Đéo lên được, nhảy đi. Chắc là tôi phải xoay cái màn hình lại cho nó dễ đi được. À, đi chân nè. Mày quá vì chơi thành nhân vật này. Không có thì vỡ bõm. Chơi vô lúc sau chắc là khéo vào lại ngủ với vợ khéo lại làm lộn ngược đầu lại 69 cả đêm mới chứ thì chết. đi đứng đây đéo à này. Tao phải biến thành tí hon đâu có đi nhanh được đéo đâu. Đi chết mẹ. Ôi trời, cái gì đấy? Cái này để mày bám vào đấy. Thế à? Đó, đứng, đéo, đứng, sao đứng tôi lại cứ như là người ngựa người này. Đứng sát vào để con bám. Đây. Đây rồi, đi gần đây mày rồi. Thả diêu rồi. Đấy, tự sai kia đi nhá.
Rồi. Đấy. Rồi bay sang đi, chờ gì nữa? Đây, đợi tí. Bếp vào đi. Ấn nhầm mẹ sang E. Khổ. Cuống. Đấy. Ôi giời. Kinh vậy. Trời ơi, kinh không em thấy nào. Quá là hay luôn, con game công nhận hay thật. Ok. Yay, yay. Ok, sao lại bay sang bên này? Mất cả. Mất phương hướng về chiều đi. Đáng ngon. Đéo hiểu sao ông Dũng móc trước à? Ôi, ông xoay cái gì thế này? Đéo gì thế này? Để xoay theo cái hướng đéo gì đây? À đây rồi. Nhảy sáng. Tí hon. Mới được 3 trên 10 game còn nhiều thứ hay ho phía trước. Đấy đâu ra 3 trên 10 con game này, tôi đoán bọn tôi phá đảo đến nơi rồi. 3 trên 10 sức đâu mà làm con game lắm thế. Rồi đấy. Anh em cho bọn tôi hỏi luôn, con chùm này là cái con khỉ đốm nãy thằng Bum đúng không? Tí tôi cả Vũ Sử luôn, con với cái. Dám ngăn bố với chú cũng như là đến với bến bờ hạnh phúc à? Thằng Bum với con chun đúng không? Ai đứa chết. Đó rồi, mở cửa vai. Nó biến coi như là bố chúng nó thành tí hon để chúng nó dễ dàng hú hí. Láo thật. Đâu rồi? Làm gì đấy? Này là sao? Này xem bạn nghe được cái gì? À, có hai cái, cả bên này nữa. Đây. À, vặn bên nào đây? Vặn bên nào chẳng được. Cứ vặn đi xem nào, nó sẽ ra cái đéo gì tạo ra hết đây. Sao đang ấy. Ôi dồi. Game này... Cảm giác như không có tí... Đồ tí sức nặng nào thật là vui. Bây giờ chúng ta còn cãi nhau cả về chuyện thế nào là vui à? Bị ném đi không phải là vui em hiểu không? Thôi hai người đừng có cãi nhau nữa. Tập trung vào nhiệm vụ đây. Bọn tôi đang tập trung đây. Bọn tôi đang cố gắng để ra được khỏi cái nơi này. Hai người chỉ làm được khi phối hợp. Được rồi, phối hợp. Blah 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 blah. Được rồi, chỉ đừng có quên chuyện đó thôi. Hai người câm mồm đi. Phối hợp vào. Rồi. Bay lên. Trời ơi, bay lên nào. Em bay lên nào. Lại ba cái ấy à. Lại ba cổng à. Chơi đồ à. Lắm cổng thế. Nhiều map thế. Lên đỉnh rồi anh em ạ. À. Game này còn phê hơn cả chơi đồ. Đấy, lại biến thành khổng lồ rồi. Phải xoay nó mệt. Phải lìn. Chắc chắn thế. Bấm khổng lồ bấm đi. Bồ lào bồ lều. Đấy, có điện rồi đấy. Có quạt điện đi kìa. Được kéo đâu, vẫn phải ra đây ấy mà. À, cái này chưa được, ta phải lắp pin đã. À, cái này có pin rồi. À, đây. Nãy có anh em nào bảo mới... Ơ, cái này bên sao này. Nó không mở ra? Bên này. À, đéo được, phải làm cái gì đấy để cho nó mở cái này ra đã. Chắc là anh phải dẫm vào cái kia sao ấy. Điện đây này. Ô, cái gì đấy? Điện. À, nối điện. Nối điện rồi, mày cầm cái kia đi, nó sẽ nối thẳng cái set này đấy. À... Đặt. Ví dụ ta sẽ đặt ở đây chẳng hạn. Đấy, mày đặt làm sao cho cái điện kia nó vừa tầm để nó đến. Đấy. Rồi. Mẹ Michael Faraday bố rồi. Rồi, sang đây. Rồi, đặt vào... Đặt vào đâu? Đây à? Đặt vào đéo đâu? Ra xa tí nữa xem nào. Mất rồi. Đây. À. Lên đâu? Chả thấy lên cái gì. Nối cái quạt à? Có anh em bảo nối cái quạt. Nối cái quạt để làm gì? Quạt thổi cái gì? Quạt này có điện. Giờ phải dẫn điện từ cái thằng này sang thằng này. Thôi cho Vũ làm thôi kìa bạn. Cái việc như thế này nên chúng ta nên để cho Vũ. Một cái que nữa đâu. Đây.
Đây. Đi, đi vòng vòng quanh xem còn về. Vừa đặt xuống. À đây, bên này còn, bên này có cái chỗ điện này. Nối điện sang bên này. À. Thế phải nhưng mà làm sao mà đủ dài để sang được? Phải nghĩ, anh thử dẫm cái này xem nó được cái gì. Dẫm vào cái này. Dẫm chỉ bay lên thôi. Cái đéo gì. Đâu, cái của anh mà, cái nút đỏ đấy cơ mà, cái này là cái nút. Nó là đẩy cái phía dưới kìa. Đâu? Phía dưới cái đấy, mình nhìn phía dưới kính không? À, ở dưới nó có cái gì này, ở dưới nó có cái gì này, ở dưới nó có một cái điện nữa này. Em phải lật 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 ngược cái chỗ này lên. Đây, còn phải trượt. Được đây, được đây, 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 em phải vào đây lấy. Rồi, nha. Rồi, rồi. Lấy đủ mấy cái thanh set anh em ạ. Được. Rồi. Lấy được một cái rồi, ra đây. Hết chưa, dưới này còn gì không? Hết rồi. Bây giờ lên cái chỗ khác để lấy thôi. Con này giống kiểu như là chơi con ấy thôi. Đây, tôi chui vào đây, tôi lấy tiếp một cái set nữa ở đằng này đây. Chú vào. Vận óc suy nghĩ đi bro. Đấy. Tí làm gì bọn tôi, chỉ khó gây khó khăn được bọn tôi tí thôi. Ủa. Game này tuổi gì? Tuổi. Tuổi. Bọn tôi toàn các pro, Pamel Party. Bọn này tuổi. 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 Lên lấy ngay. Thằng Vũ trượt luôn cái kia đi, tiện đường này lên trượt luôn cái kia, có một cái đường trượt đây, lên đấy lấy nốt một cái đi. Đâu? Đường trượt ở đây. Đằng sau này à? Ở đây. Ở bên này phải lấy hai cái nữa này. Ở đây có hai cái nữa này. Đây ta mang một cái về rồi đây. À, cái này anh phải đứng sang bên này anh dẫm để bật lên trên này. Đâu, dẫn rồi, lên đây. Đây, chỗ em này. Chỗ em nó đứng này. Đi đằng sau cái con robot ấy. Lấy đủ về đây. Rồi, đứng sang bên kia, hóa to lên nữa. Bên kia bập bình. Đây à? Không, bên kia. Bên kia, sang hẳn tấm bên kia kìa. Rồi, hóa to lên. Đứng hẳn lên đấy rồi hóa. Rồi, nhảy đây. Rồi. This. Rồi, cân bằng rồi nhá. Nhỏ nhỏ đã. Anh hóa thành tí hon đi. Xong rồi biến phát to luôn. To được đéo luôn đâu, nó phải qua bước. Ai cho mày đấy. À, cứ giữ to là được, giữ to là được. Không cần phải đâu. Rồi. Rồi, hạ đây, hạ đây. Đây. Rồi, sang kia lấy đi. Ở kia, bên kia có một cái nữa. Một cái cần tí hon đấy. Ờ, đúng rồi. Thế này thì mày phải đứng vào thì tao mới gì được chứ. Không thì tao không thể lên được. Đây. Đây, tí hon. Đấy. Rồi. Tí hon thì moi nó ra kiểu gì nhỉ? À, phóng tên lửa. Có cách. Bọn này nó... Ấy! Xui! Nếu hiểu trẻ con thì có nhiều đồ chơi vậy thế này. Đồ chơi hiện đại, công nghệ. Ây da! Đi! Đéo hiểu đây! Sao lại tôi đang chạy ăn đe rồi cơ mà? Lại. Công nhận là khổ Vũ phải chỉ từng bước một. Chỉ là may tôi hiểu đấy. Gặp phải thằng nó không hiểu, cũng ngồi đấy chỉ bực hơn. Nào nào. Bé không xác định được cái khoảng cách. Đây, đặt vào đây nữa xong. Đặt vào đúng cái chấm này này. Chấm ở giữa ấy. Rồi, kéo giãn cái thằng này ra tí. Đấy. Đây này. Ủa, cái này là cái đéo gì nhỉ? Rồi, gạt đây. Cái gì đây?
Phải có cái tác dụng gì ở đây chứ? Ở đây vẫn chưa được, mở cửa thôi, anh phải vào đây ấn pin đấy. Đéo hiểu mày đi chơi con cặc à. Tự nhiên có cái này biết đéo đâu được. Tự nhiên tôi lại trượt cái này. Trên này có cái gì đấy? Chắc là phải có cái gì đấy chứ. Đấy. Đây này, còn cái nữa đây này. Đéo hiểu. Đủ rồi con đéo gì. Đủ đéo đâu, còn cái đây này. Không cần đến cái đấy đâu, mở cửa rồi. Phải lấy đủ, thể hiện trinh chứ. Ừ, thì lấy ra vứt ra một chỗ đi. Để vào giữa đây, đúng cái chỗ này luôn, không để mất một tí gì. Đấy, trông nó phải đẹp chứ. Ồ, này là cái gì đây? Hình như không phải đặt vào đây cơ, hình như là phải đặt vào đây đấy. Này 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 này, ở đây có chỗ này anh chui vào chưa? Vào lấy rồi, đéo hiểu. 10 năm rồi từ lúc mày còn lấy kia cơ. Điều tôi còn lấy thừa cả nhiệm vụ anh em ạ. Hình như phải đủ set với trò liên quan gì lúc đấy. Không cần đủ, để... nó mở cái cửa cái ra là được. Nó nối điện là mẹ vào ấn được rồi, ông Dũng ham đi lấy thêm đi chứ. Hoàn hảo, thế nào là perfect? Nó phải perfect để không ai coi như là gièm pha gì về trình độ team. Ủa, ui xô. Bây giờ vẫn có những anh em coi như là thiếu một cái à? Khổ. Không thiếu đâu. Thiếu sao được. Thiếu gì. Chuẩn mà, Vũ đã làm những thứ liên quan đến mấy cái kiểu bọc điên thì anh em yên tâm nhá. Nó chỉ có thể là một là nó sẽ thành công, hai là nó sẽ gây ra một cái tai nạn giết người, chứ còn nó sẽ không có cái ở giữa. Một là thành công, hai là nó sẽ thất bại, đéo có chuyện gì khác. À đây, đứng đây, nhảy đây. Hóa to lên. Mày này. Rồi, lên rồi. Bám lên, bám lên, bám lên. Bám thì đéo được, điên à. Thằng này nó có đéo bám được đâu. Cái này chắc đi đâu? Biến tí hon xong rồi đi đâu đấy à? À đây có đường, đường xoay đồ đây. Bên này có ấy rồi, bên này có cửa cho. Thế là ta phải hon đi, rồi. Đi anh phải lên được trên này đã. Rồi. Anh phải tìm được đường lên đây đã. Anh em có cao kiến gì không? Cao kiến gì không anh em? À thằng Vũ à không được nhỉ? Mình em đứng được lên đây để cho nó lún xuống là chắc là anh phải hóa nhỏ rồi anh nhảy lên xem nào. Mẹ hóa nhỏ này nhảy được thì quá là bố đời à. Dập đây, đây đây đây. Đây ra đây, ra đây, đứng vào nhảy giữa hai cái khe đệm này này xong rồi bay lên đây. Bên này, hướng mặt em đây. Đấy, giữa hai khe đệm đấy, nhảy thử xem nào. Mẹ xa này nhảy đéo được, điện được à. Hay là anh phải bật được cái giữa? À không được. Ông Dũng hóa tí hon. Ông Dũng lên trước đúng rồi, tôi phải lên trước, thằng Vũ xuống đây. Thế thì ai nhảy bật cho mà lên? Mày nhảy bật cho tao chứ còn ai? Anh hòa to nhỉ? Anh hòa to lên chắc là được. Ba vẩn. Đấy, ui đéo đi. Đéo mày mày vào trụ rồi. Chết con mẹ. Đéo ui. Phải ấy thôi. Hóa bình thường, hóa bình thường. Mày đi kệ. Con mày, okay, bình thường lại đéo lên được. Tới không? Không tới. Tới. Hay là bé xong rồi mày nhảy phát là tao phải lái sang luôn nhỉ? Rồi sang đi. Đéo sang được. Pháo hoa mẹ luôn. Ra ngoài vũ trụ luôn ạ. Này có đường nào không? Hay là mình phải sang kia trước nhỉ? Sao đâu, để em lên kia trước đã. Xem ở cái chỗ kia nó có cái gì không. Ờ mình đứng gần tâm nhỉ? Đúng rồi. Đứng gần tâm, anh em thông minh vẫy lìn. Đấy. Điệt. Đéo lên cơ. Đây đây đây. Xa tí nữa đi, vạch xanh đầu tiên đi. Rồi rồi rồi. Điệt. Đéo được. Vạch xanh thứ hai. Đéo được. Vạch xanh thứ ba. Con này vẫn như cặc rồi. Phải đúng ngôi sao rồi. Đi. Đéo anh được. Em đừng áp dụng vật lý vào. Không được. Ồ. Vũ đứng từ trên nhảy xuống. Đúng rồi. Sao thì tôi lên kiểu gì hả anh em? Tao bị ép bên kia xuống thì mày mới lên được. Tao nặng tao mới ép bên kia xuống được. Đấy. Thu nhỏ lại.
Không phải thu nhỏ lại. Thu nhỏ cái đéo gì điên à? Thu thành con kiến đi. Thu thì cũng bay lên thôi, mới điên à? Nhân đấy. Không hiểu. Hóa to lên cho nào. Đấy. À. Đi từ từ chưa lên. Đây cơ mà. Đó. À, đi 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 đi. Đi, anh hóa nhỏ lại thì mới lên được. Rồi. Khổ quá. Rồi đấy, may quá anh em bảo. Anh em đúng là vậy. Bọn tôi giờ già trường rồi. Trường kỳ thật. Đã trường già lại còn phản dục. Khổ lắm. Đi xem trên này có cái gì nào. Đít lại con. À bây giờ hai đứa hai chiều cũng đỡ. Phải đéo như kia. À ép kìa. Đương nhiên. À đi okay. Cái này ta mày nhảy cùng nhau. Anh phải kéo một cái thì nó mới được. Kéo trước đi. Xong rồi đứng ở đấy đừng có thả. Rồi ok. Rồi. Rồi. Từ từ nhá. Một... Để em kéo trước. Cái này ở dưới. Cái này ở dưới. Anh chưa sang rồi. Từ từ. Để em sang trước. Đây giang đi. Ai cầm. Rồi. Quả vào đây. Rồi cái kia là lượt anh đấy. Rồi đây. Rồi. Cái này ở dưới. Từ từ. Rồi. Vừa nhà này sàn mới nằm. Đi vậy con game này vậy bây giờ tôi mất phương hướng là cái đâu là thẳng rồi. Không biết đâu là thẳng đâu là cong à? Ờ không biết đâu là thẳng đâu là cong vậy rồi. Chết không biết đâu là thẳng đâu là cong này nguy hiểm. À. Thẳng thẳng cong 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 thẳng 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 cũng là cong cong cũng là thẳng. Cẩn thận quán tính anh ơi. Quán tính gì? Đến game Nintendo cũng chưa chắc giải đố đa dạng được như con này. Nintendo thì đúng tôi đánh giá con này đúng phải nó phải hơn. Không nếu mà nói thì nó cũng nếu mà so sánh ra thì ai cửa này cửa này cửa này cửa này nó là trình ngang nhau đấy. Về độ sáng tạo thì Nintendo cũng kinh. Nói chung là anh em so ngang nhau đấy. Nói là trên Nintendo thì cũng chưa phải. Nintendo mà. Sáng tạo là nhờ các cái công nghệ trên cái sản phẩm thiết bị của người ta chứ cũng không phải ai vào trong này về ấy thế này. Chứ không phải là sáng tạo in game. Game Nintendo cái gì? Cái gì đây? Vũ tí nữa lại fan Nintendo lại ra. Thôi, ở đây. Đấm đi. Release này. Ở cái đít chết à? Đi wow. Chứ vào đấy làm gì đây? Tao không biết, tao phải ấn nút cái nút gì ấy. Tao chả ấn được cái nút gì. Cái top tờ huay kìa. Wow, nó có cái nút top tờ huay thì đéo ấn cái gì đấy. Top tờ huay là nhảy à? Cái kia có hai nút kìa. À. Mẹ. Nhìn cái kia mà bắn chứ. Đi. Ở bowling à? Ai à. Tuổi. Rồi. Tuổi sa quá bố đời bowling rồi. Chui lỗ sút ui ôi kiếp bọt thế rồi đấy chưa à. Bây giờ phải làm gì? Chắc mình phải đi đường này thôi. Nói đến nin phải cẩn thận, fan nin đông không đông lại còn giàu. Quên nhỉ, sắp tới thần trùng còn phải lên nin nhỉ. Quên. Game Nintendo rất sáng tạo anh em nhá, rất sáng tạo nhá. Và vẫn xin lỗi anh em Nintendo. Cái gì đấy? Đây là cái gì? Kinh chưa? Rồi đi đấy. Chưa? Quay lại thả ra như nào? Đây. Tắt đi. Từ đây để em sang chỗ cái ô đã. Quay sang cái ô kia đi. Được rồi. Đâu hiểu. Khác nhau gì đâu. Đây chơi sang cái ô bên kia. Rồi. Thả xuống. Thả chưa? Thả đấy. Mệt
này là như nào? Đây, ơ, cái này nó cũng không ấy được nữa rồi. Nó chế được đây thôi. Việc còn lại của Vũ thôi. Mẹ bố của Sasuke rồi. Giờ đi đường nào đây? Ấn vào cái sáng sáng kia, bên kia kìa, có cái sáng sáng kìa. Dậm vào. Nó được cái gì đấy? À, hình như là anh bắt đầu ra đây anh trèo rồi đấy. Ra đây trèo đi xem nào. Đấy, nhảy đi, nhảy đi. À, đúng rồi, cái này là em tắt cái đèn này. Được chưa? Lên chưa? Đi đây. Đây. Đi đâu nữa nhỉ? Vợ chồng nào đây? Sắp bỏ nhau chơi hết thử thách trò này để gàn gắn có khi còn muốn bỏ nhau nhanh hơn. Kẻ mẹ pha vừa phật. Không, gắn kết đấy. Đây, anh em nào có người đây, yêu đây, 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 đây. Anh em nào có người yêu rủ chơi nhá. Anh có người yêu rủ chơi, chơi con này xong rồi vào làm vài choác. Thật đấy game. Chơi con này người nóng sẵn rồi mà. Tức là nóng sẵn lên là lúc vào là chỉ có hành sự thôi. Nhanh lắm. Vào việc nhanh lắm. Còn map nào nữa nhỉ? Ba cái rủ đây. Mở thôi. Trò này pháp với Linh chơi chắc vui lắm. Chắc chúng nó vậy đấm nhau đấy. Thật. Anh em khuyên cái gì mà khuyên lại khuyên cái đây chết. Chắc nhảy xuống cái đây. Gì đấy? Lê, bảo máy tính đi chuẩn bị phòng thủ cái gì? Cái này là cái gì? Kích hoạt cái gì đấy? Đây, tao phải lên bé một tí. Ơ. Cái ở dưới chứ, đây này. Ở dưới này. Nhảy xuống đây. Rồi, đạp tường để chui vào chỗ để pin. Địt. Địt, cái này là cái gì? Dẫm lên đây để làm gì đây? Cái khóa này khóa cái gì? Rồi, biết thế. À, quay. Đấy, đấy, cái này đấy, tốt đấy. Quá vậy, cho Vũ chơi con này cũng nhận chuẩn anh em ạ. Những cái đó liên quan đến IQ này, cho Vũ chơi có gì Vũ làm sai là anh em cứ chửi. Tôi là cứ ngồi ở đây tôi đợi thôi. Xong sao? Có mỗi một nút rồi. Còn những gì để quay không? Ờ, phải quay cho hai kia. Hai kia nó đúng cùng một phát à, vào. Đúng xong rồi gài. Anh ấn xong rồi phải giữ à? Ừ, không sao điện nó sang được. Từ từ anh ra đây đi, ra đây đi, ra đây đi. Ra đây, ra đây. Hóa to lên, đứng vào cái này cho em. Đứng vào cái này. Giữ cái này lại. Được rồi, vào đi. Vào ấn pin đi, vào ấn pin đi, vào ấn pin đi. Đây. Cứ vào đi, đéo hiểu, đã bảo rồi hàng xóm người ta nghe, người ta nghĩ không hay, cứ anh vào đi. Chết. Nhớ hiểu này. Lầm, mệt lắm. Ôi sao được con gái làm cho gì cơ? Ở trên giường đấy. Ờ. Over on happiness. Ở kia là đây là cái mức độ gọi là cảm xúc à? Happy, bình thường, buồn, giận. Ôi giời. Mình điều khiển cảm xúc con bé à? Cái này creepy quá, tức là có người điều khiển bộ não của con bé này. Trời ơi. Mẹ, đây là cái trung tâm điều khiển não à? Thứ này sẽ làm gì? Ôi giời. À đây là tần suất cười. Khổ. Càng ngày cười càng ít dần vì bố mẹ cãi nhau. Khổ. Thế thì bảo các cháu xem stream đi cho nó vui, cười ngay. Đây là mức độ gọi là lo lắng. Rồi. Ôi cẩn thận. Ui cái gì đấy? Doesn't sound like it.
con gấu nó điều khiển. Ui ôi, đây đánh chùm rồi. Ui sổn ôi, khiếp, lái phi thuyền. Cái gì đấy? Thế mày giết nó cái gì đây? Bình tĩnh xem nó có cái gì đã. Ta phải biến thành khổng lồ chăng? Mày làm sao? À đây rồi. Tiếng rất ách. À phải cho nó đi vào mấy cái điểm đấy sao ấy. À đã đi hết lực rồi. Cho nó cắt cái đấy. Vũ. Con mẹ gì? Tốt lắm. Ở đây có điểm này, điểm này. Cảm điểm gì? Cảm ơn anh nhá. À. Ờ. Đi từ dưới đâu cái gì anh phải đứng vào cái hàng này. Con mẹ đéo là sao cái gì mày nhỉ? Gì cái lo? Đúng rồi, đúng rồi, đi cả này. Đến lượt tao rồi. Đấy, sao lại quay lại đây? Có phải không? Đây. Lên chưa? Lên rồi. Nói đừng có bảo những cái từ lên đi với lại vào đi. Anh lên đi vì anh vào chưa thì chết. Ôi trời ơi. Pamme party rồi. À đi. Mẹ khó thế. Ấy à. Cố bố nha. Tao ra đây. Úi giời. Bỏ mẹ tôi rồi. Bỏ mẹ rồi. Ai ai ơi, từ từ anh ơi. Đừng anh ơi, nhanh mẹ nó lên. Úi giời, nhanh. Rồi, lật vũ rồi. Ơ lại được ta. Cho tôi nhanh mẹ nó lên. Rồi. Rất khổ sở. Kill the traitor. Ai là? Lần này thì đừng có hòng luôn. Rồi, tôi bị đuổi Vũ rồi. Đi tìm rồi, đi tìm điểm kia đi. Đây. Đang đứng rồi đây này, chỉ chờ thôi đây này. Thôi anh ơi, em về còn nhỏ. Ok, sao nó... Thả nó xuống. Đấy. Nhưng thả thì nó lại đéo ấy. Nó lại đéo lột ra. Ê, phải làm thế nào, có cái điểm nó khác không? Đây, nó sẽ lên dần. Nó sẽ lên dần, nó sẽ lên dần, nó sẽ lên dần. Đấy, đấy, đừng im đấy. Rồi, nó vào rồi. Nó lên dần mà. À. Thế mình lên đây để làm đập gì? Nó thôi. Kết thúc rồi cái kìa. End rồi à? Mày láo à, chó. Bố láo à. Bố láo với mẹ người khổng lồ à. Cái gì đấy? Dập mẹ súng ra rồi. Vẫn chưa xong, mới mất nửa máu thôi. Yên tâm, bây giờ nó sẽ làm cho phóng tên lửa. Tên lửa đuổi, ấy à. Mẹ hệ thống S300 à? Giỏi thật đấy. Đi, đi cắt đi. Ấy à, nó đuổi kinh thế. Rồi, tên lửa nó đâu? Đi. Vỡ hoảng rồi. Dạ, nhanh mẹ mày lên, tao chết phía sau. Đi, mày quá đi. Đéo hiểu vừa hồi sinh ăn nguyên tên lửa vào mồm. Khó quá. Tên lửa nó đến nhá, đi xa cho ra. Đi con mày chết cả đôi bây giờ. Đấy rồi, mày chúng mày. Khó lắm, ở đấy nhảy lên cái tên lửa mà. Đúng rồi. Ơ kìa. Kamikaze à? Hay lắm. Từ từ, tôi phải xem trong này làm sao. Anh hòa to lên sao nào? Chỉ biết to không chết à? Rồi, đấy rồi. Còn mày suy dạy tao thế à? Rồi. Khó lắm anh em bạn. Cái này nó cứ di chuyển cái kéo nào ý. Khó lắm. Tao nó chậm, nó không nhanh, nó không năng động được như mày. Cái thằng này nó gà lắm. Đấy. Điều hiểu toàn chết ạ. Thôi mày đánh là được rồi. Rồi con khỉ. Dash liên tục để né. Sao ít máu thế. Hay là phải bay xuống dưới đáy nhở. Đấy nó chỉ dash liên tục đấy, có được đéo đâu. Chỉ đéo nào ý, con tên lửa nó điên rồi. Nó chỉ đâm tôi thôi. Rồi. Quyền mẹ đi em. Nó chả đâm em vãi lìn.
Hay là em phải vậy kéo anh không, theo nhỉ? Đây, tức là phải cứ chạy đi không cho nó gì là được. Hóa ra là như vậy. Giời, nhìn kamikaze đây này, chó. Bố láo với ông ôi, này. Ôi, ôi. Đấy, cú đánh quyết định ngay. Ô, nó có cái gì đấy? Hóa nhỏ vào, chui vào. Ôi, người kiến rồi. Vào chưa? Đây, vào thôi. Đã đó. Vào. Vào làm gì đi? Để biết làm gì? À đây. Ôi giời, Ezek kia rồi, Ezek để bắn con kia ra ngoài. Vũ cố sống nhá. À. Ơ cái tên à, đi mẹ. Cố lên, tao sắp ra, rồi. À, mẹ nó còn tên. Thôi anh ơi, tí ăn cặc. Rồi, cái gì ở đây? Lật mẹ mày đi. Tí chết, được chưa? Lâu thế. Nó còn dài lắm, chặng đường còn dài lắm, cứ bình tĩnh. Dục tốc bất đạt là làm lại đấy. Thì em sắp chết rồi, nhanh lên. Yên tâm, chết làm sao được, tao đây rồi. Không bao giờ chết. Rồi chứ tao đây. Nhanh nữa lên. Đéo ở đâu thế. Đấy. Nhanh hết cỡ rồi. Vũ cứ anh nhanh lên, đau vãi lìn là thế nào. Đã bảo là không được nói những cái từ như thế cơ mà. Adis. Tao hoàn rồi. Cái tên á, hồi sinh chết lên. Yên tâm. Ơ kìa. Kéo hút xì. Đéo hiểu à, lê mê vãi cứt. Giờ tôi mới lấy hết phone có phải là muộn không? Đây, nó lại về đây mà. Yên tâm. Gì đâu. Bình tĩnh. Đi. Khó, ê, khó lắm. Ủa. Ê, ây à, ơ kìa, đều chết kìa. Nhanh đi. Sắp chết thôi. Yên tâm, không chết được. Chơi con bao đi. Ây à, mình phải đợi kia. Tôi hiểu. Bên đấy làm cái trò gì? Tao bị thằng kia nó kẹp. Kẹp bố cả cổ vào. Nhẹ phải đổi chỗ rồi vậy. Ôi dồi. Từ từ đừng có giục cuốn. Cái này còn bố của Pamel Party mẹ luôn ý. Đi chết mẹ rồi. Tao vẫn sống mà. Ơ kìa. Đi. Có đi ăn. Canh đi ăn. Ôi dồi, con game này nó còn để sẵn với cái quả này nữa. Càng về sau càng khốn nạn ạ. Từ 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 từ. Lên nhanh mẹ mày đi. Đi. Game này mẹ chó chơi thật rồi. Ơ ờ. Thì chết rồi nó còn về để nguyên mấy cái vòng lửa nó đéo bỏ à. Cố lên Vũ nhá, một tí nữa thôi là được. Đi. Từ từ chờ tí. Ừ. Bình tĩnh. Ra đi. Nhảy rồi, nhảy rồi. Chuẩn vào nhá. Cố lên. À. Còn khoảng tầm 10-15 giây nữa là tao đến nơi rồi. Mẹ vướng quá. Cố lên! Mẹ nó đang như bằng nhẹ rồi! Được! Sẽ thoát được! Nhanh lên! 10 giây nữa thôi! 1! 2! Gần đến nơi rồi! 3! 4! 5! 6! 7! Mày chết rồi! Tài chết rồi! 1! 2! 3! 4! 5! Lại chết! Con mẹ! Vừa lúc thì Vũ chết. Tí chết thì để sợ vãi liều. Hỏi sao không ly dị. Mẹ Vũ kháo là sau đợt này chơi Pamela Party chắc nhảy như thần. Đi. Ôi ôi. Ờ, cái gì đây? Radar. Hệ thống S300 này. Đâu, con khỉ đâu? Con khỉ đâu rồi? Đéo hiểu, chứ tao mày phải đi vào đây, tao mới bắn được mày chứ. Ui.
khỉ đâu? Con khỉ đâu? Ờ, con khỉ đâu? Mày phải đi tìm nó rồi. Khe nào đây? Đấy rồi đấy. Điều chỉnh cái tâm. À, tao thấy con đấy rồi, từ từ bình tĩnh. Mày chạy à? Rồi, tiếp đây. Hệ thống F300. Nó bay đi đâu rồi? Đuổi theo. Hệ thống tên lửa F300. Rồi, bắn tiếp. Bù lao bù lều. Nó có phòng bảo vệ rồi. Bay đâu rồi? Bù lao, ấy chứ. Mày láo này. Mẹ. Kinh. Dám bà. Tại sao lại con này nó không lôi cái súng ra nó bắn nhỉ? Ôi giời ơi cô. Tôi không thể để coi như là hai người làm hại con bé được. Tôi là bạn thân nhất của con bé. Con bé đã không chơi với cả anh rất nhiều năm rồi, có hiểu không? Anh đã điều khiển con bé, anh có hiểu không? Có thể chúng tôi sẽ giúp để hai người trở lại thành bạn một lần nữa. Hả? Thế à? Ừ. Có thể bảo Rose chơi lại với anh. Nhưng anh phải giúp bọn tôi coi như là quay trở với con bé đã. Thật, không hiểu sao bố với chú điều khiển bắn cháu boom. Bắn nát cái đít. Hai người phải hứa với tôi đấy nhá. Được, tôi hứa. Hóa ra con này là nó lâu không được con bé cái chơi cùng thì nó buồn. Tôi sẽ luôn luôn là... Ủa cái gì đấy, tự hủy à? À... Nó chả bắn cho chạy ỉa ra đấy mà không bắn. Tôi có phải chạy đâu, nó vui vui mà. Ôi con bé kìa. Rose ơi. Ôi giời ơi. Đấy, chun này. Ôi giời ơi. Bố mẹ đây con ơi. Bố đây mẹ đây con ơi. Bố mẹ cần con giúp con ơi. À, nó có nhìn thấy đâu. Nó đang viết thư gửi dai rồi. Chắc cờ rớt anh nào ở lớp rồi. Chết rồi, hỏng rồi. Hỏng. Ôi rồi kìa. Chúng ta cần nói chuyện con ơi. Bố mẹ cần nước mắt của con để đánh bại cái phép thuật này. Con ơi. Thôi xong, không có cả cảm giác luôn. Ok. À, mình có thể tác động vào được. Tác động vào đồ vật để con này nó thấy cái sự gọi là... Là con này nó phải tự hiểu ra. Ờ, chắc là lấy cái bút để viết. Thực ra nếu mà con game này mà không phải con bé này mà là một cô bé khoảng tầm trên 18 tuổi thì sẽ có một cách khác. Con voi. Rose rất thích con voi. Đây là bạn thân nhất của con bé. Chúng ta sẽ phá hủy coi như là con A, phá hủy con voi đấy để gây cái sự chú ý từ phía râu. Má dơ bẩn cái gì? Liên quan. Tôi đang bảo là nếu mà trên 18 tuổi tôi sẽ có cách khác là gì? Tôi cũng đéo biết nhưng mà sẽ có cách khác các bạn. Cách khác nhé. Không hiểu sao lại đi phá cả con voi đồ chơi của con để được con chú ý. Bọn này để lâu không dọn. Cái gì thế này? Để bẩn. Ôi trời, vụ về xem dạy lại cháu để cháu bày bừa thế này à? Không hiểu đây. Tất này, ôi trời ơi, cái gì lông gì đây vui? Sao có lông ở đây này? Cái gì thế này? Không quản lý rồi đi theo. Sao lại có cả lông ở đây, lại còn màu, lại còn dâu tôm rồi. Không, có cả dâu tôm ở đây, có chết tôi không quên chữ. Magic Castle. Quẩy nhà bóng này, xuống đây. À, đi trái phải. Đây. Ô, cái gì đây? Ô, có trò chơi này Vũ ơi, có trò chơi cưỡi bò này. Cưỡi bò đi chợ này. À, ra đây cưỡi bò đi chợ nhanh mẹ lên. Mình sẽ phải nhặt mấy cái ô này. Đi ra cưỡi bò đi chợ nhanh lên. Ôi, okay. Chết rồi.
Oh, pit of death, of course. Ở đi con mày! Nó có đủ cái khe, bị lấp cái biển. Mặt đẹp với lều. Ờ, mình đi đường này. Anh check kỹ không khéo có cả bao. Không, không. Chết, game cưỡi bò đi chợ. Mà bảo cưỡi bò đi chợ mà. Mày cố gắng ở trên con bò càng lâu càng tốt. Gì đấy? Adit ngã rồi. Rồi rồi. Adit ăn nhầm rồi. Rồi rồi. Ôi rồi rồi. Tỷ số nó gọi tôi thật là game mini game bây giờ nó là 4-0 mẹ rồi. Vũ chìm sâu trong thất bại. Gì đấy? Ô tô à? Cháu hiểu chỉ được cái đó. Sau là cái gì đây? À, ra đây đây đúng rồi. Ra đây ra đây ra đây ra đây ra đây ra đây. Hiểu cái gì đây? À, định bẫy tao. Trời không cho đâu, đừng có bẫy. Giờ đi đường nào? Trần mệnh thiên tử cái gì? Đấy, à, đi bên đây chứ không nhớ gì nữa. Ô ăn quan à? À, đứng vào đấy, đứng vào đấy, đứng vào đấy. À, số 8. Ơ đi! Đây! Lìn. Cái này bẫy nó dễ quá. Rồi. À, bên này có số 5 này. Thôi chết, tới lượt tôi rồi. Bỏ mẹ rồi. Đúng là mẹ... Đấy, anh em thấy không? Nhanh lắm, quả báo cho mày nó nhanh lắm, cho nên là tốt nhất là chúng ta không nên gây thủ chức quá đây các bạn. Game game này nó nhiều quả báo lắm. Bám vào, đéo hiểu. Sao không bám được? Bám rồi chứ. Hàng này chắc bám được. Bám được đéo đâu. Nó là cái gì? Hay là mày nhảy qua? Ôi, mày bỏ cái ra được mà. Được, chờ đấy được, từ từ. Ờ, đây, 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 có cái gì đây? Đấy. Cháu này nhà giàu có cả khu nhà bóng riêng để chơi ạ. Khiếp, nhà giàu sướng lúc này rồi. Ê! Đi, anh phải nhảy đi, bắt đầu em ấn cái số này nó mới được. À. Rồi, sang đây. Khi nào mày ấn nói cái xanh là nó sẽ quay đấy. Rồi. Đây là chuẩn bị sẵn đây. Anh nhảy đi! Rồi, rồi. Tốt. Tục. Chuẩn bị nhá, 1, 2. Rồi. Tốt. Ê, nhảy đi! Rồi. Số 4 đâu? Ok. Rồi, rồi. Bấm đi! Bấm số 4 à? Ơ đi! Ơ. Không ai làm gì đâu nha, có lệ đổ tội. À. Đây rồi, số 9 đây rồi. Ui! Này là tổ Jerry đấy mà. Tổ chuột. Nhau lắm lông trong này, này chuột toàn lấy lông vào đây thôi. À đâu, đây là, đây. Ôi giời, đó là còn dùng cả cái chải tóc để. Cái đây là chải cái đéo gì nó mới xoăn thế này chứ. Cái gì này sao có thế? Sao có ego ở đây này? Này nó khiếp. Chắc là ego không hay là mẹ. Ừ, chắc là ego thật, nó còn này sao lại có cái đèn này... cái đèn pin này có chắc là đèn pin không hay là một cái bộ phận hình trụ? Bây giờ vậy cái gì nó cũng có thể gắn led mà, cho nó sáng. Đây là cái lỗ gì đây? Ôi ôi. Đây là phải đi cho chuẩn đây này. Từ nhìn đã. Ok. Ok. Chuẩn cái gì cơ? Chuẩn cái gì cơ? Đi thì nhảy bên kia chứ sao, bên kia chứ sao? Thế nhảy thôi sao phải chuẩn? Thì phải chuẩn nhảy chứ. Đi cứ nhảy quá bực thế. À, nó cho mình sang luôn đây rồi, tốt. Đẹp. Vũ oảng thôi. Chờ xem nào. Cái này sao xoay nhanh thế nhở? Nào! Đi đưa vào được môn! Mẹ! Ờ, à, tốt. Ờ. À. Đi! Đương nhiên là tôi về đích trước Vũ chứ còn gì nữa. Ây! Ây thế nhở? Đi! Game đéo gì khoái thế? Ây!
Cay thế, quả kia gần về chắc nơi rồi. Ấy, tí ngã. Bố tối tính với chúng lao à. Ây da. Rồi, phải tí chết. Cái này là cái gì? Cần phải có người đứng ngoài kia thì người kia mới trượt được. Đứng đúng vào cái ấy ấy. À, đứng đúng mặt thế. Rồi, qua đây. Đứng ở cái mặt chó. Chó. Mặt đi. Đi. Mẹ nó bảo là chó. Trong đeo có chó. Không có chó à? Rồi. Lợn trước này. Lợn. Mình rồi, lợn. Đây, coi ta sẽ bảo. Nhớ nhá, nhìn đây con này. Con gì? Chuột. Chuột à, chuột. Tốt. Sư tử. Không, hiêu. Ngựa. Kêu chuột. Bò, lợn. Chó. Nếu có chó, gấu đi. Gấu, gò tốt, xong. Cành xúc vật vẽ rồi, lại là tật vũ. Anh. Đọc cho chuẩn đấy nha. Đấy, đi. Đi. À, đây, quay. Ếch này, xong rồi đến... Có gì nhớ bảo nha. Chó rồi. Ngựa, sư tử. Sư tử rồi. Chuột, kêu. Không có chuột. Kêu. Rồi. Kêu cơ mà. Lại ếch, à lại... Ếch. Dạ. Thật, bầu tôm cua cá mẹ nó rồi. Chó. Rồi, xong rồi sư tử. Tử xong rồi đến kêu, đúng không? Kêu. Cái gì nhỉ? Kêu xong ếch. Rồi. Ếch xong. Rồi. Rồi, đi về. Rồi, bò này. Bây giờ tao đi đây này. Bò. Có mỗi con bò thôi, quả đây. Mày nhảy lên cao này rồi. Nhảy béo thì ở chỗ này có đường mà. Đi đâu đây? Ồ, lại có game này. Hàng xóm báo công an trên bầu tôm cua. Fixer rip thai rồi. Cho ăn à? E để pick bone. Chuột trái để throw rồi. Bone đâu? À, đây, bone đây. Cái địt. À, ngon. Trượt. Adit. Trượt. Con này mua con rắn đấy chị ạ. Trượt. Adit. Khó thế à? Nhìn có vẻ dễ. Em rắn Adit. Nhìn có vẻ dễ em khó nhỉ. Trượt mày à? Đẹp lại. Lại tầm luôn. Trời ơi, đéo trời trời lại. Vũ không biết đến vui chiến thắng bực. Lại nào. Đéo nào. Adit. Raindrops. Adit. Đéo là bảy điểm rồi. Được rồi. Trời ơi. chơi làm gì nữa. Đi. 6-0 nhá. Chơi game mới gục. Đơn giản. À, cái này để nhảy. Ủa, mẹ cái này nhảy khó thế. Ơ kìa, bay mẹ bên này kìa. À, đâm no bỏ cưỡi rồi. Kéo lâu vậy. Khó vậy lìn đi. Tôi đâu biết nhảy tròi đâu. Đấy. Quay thẳng camera sang. Thế à? Quay này á? Quay camera vuông góc ra. Đây á?
Ờ đấy, để thế mà đi đấy. Đúng. Đi. This. Đừng có phi thân vội, bao giờ nó phứng lên dạng phi thân. Rồi. Rồi phi thân đi. Rồi phi thân, rồi phi. Đi. Yên tâm. Nó là bố đời mà. No cheating. Ôi trời ơi, lớp học à? Cái gì đây? Đây là bài tập về nhà của râu, không cộng không bằng không. 6 4 17 sai rồi. 6 4 4 10 chứ. À phải đứng lên, phải chuẩn 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 chuẩn. 8 9 9 9 9 bên đây. Rồi, để đi học lại tiểu học rồi. 8 6 9 8 bao nhiêu? À bao nhiêu cộng nhiêu bao nhiêu? 6 3 3 3 2 cộng 4. Ờ 2 cộng 4, 2 cộng 4. Rồi. 15 96. 96. Rồi, mẹ bọn tôi vậy, bố ở phép tính luôn. Tật. Quá giỏi mẹ. Đéo luôn. Gì đấy? Lại bầu tôm cua cá à, 7 gì kia, 7 quả bom. Là sao? À? Đéo gì đấy? Ơ à, lật bài à? Phải lật chuối. Đúng. Hết mẹ thời gian rồi. Sao? Lật toàn lật sai thì phải nhớ chứ. Thì phải lật viết ở đây thôi. À đi chưa thôi. Chuối đây. Con mẹ thì lật tên đi. Nè. Anh phải về lật nửa bên phải, em lật nửa bên trái. Đây, chuối đây, chuối đây. Chuối đâu? Ở đéo không phải, đổi rồi. Chuối đây. Dâu đây. Đây, 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 cái gốc này. Dâu đây, dâu đây, dâu đây, hai cái dâu, hai cái dâu. Hai cái dâu đây. Dâu đây này. Cái chuối em đây này là thịt nhỏ nào? Nè. Phải mỗi đứa lật một cái. Chuối em đây này, chết tôi không. Ôi này. Cherry này, dâu đâu? Dâu đây, dâu đây, dâu đây. Dâu đây, dâu đây, dâu đây. Quả rồi. Quả đéo đâu, phải hết cái này. Cá tím đây. Đây, nào, đây, 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 đây. Rồi, cá tím xong. Hết mẹ giờ rồi, cam. Chuối rồi. Đi. Làm ra thế. Để quả. Bao nhiêu. Lật đi, cá tím. Dâu, chuối. Đây, chuối, à, chuối, chuối rồi, ok. Dâu, dâu, dâu đây, dâu, dâu, dâu đây. Kìa, 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 bên cạnh, bên cạnh, bên cạnh, bên cạnh. Phải, phải, phải. Rồi. Lên đi, rồi. Cam, cam trên này, cam trên, cam. Rồi, ok, ok, ok. Rồi, cố lên, cố lên, cố lên. Rồi, rồi, xong rồi, xong rồi đây. Đi. Đi. Đến tiếp. Gần được rồi. Lại. Ơ, ngón. Ơ, ơ. Không phải cái này. Là đi, là đi, là đi. Dâu đây, dâu đây, dâu đây, dâu đây, dâu đây. Rồi. Rồi. Đây. Cam, cam. Cherry đâu, cherry đâu. Cam đây, cam đây, cam đây, cam đây. Đây. Rồi, rồi. Ôi, cái gì đây? Viết chữ, ăn nối. Nối thành một đường. Tìm số 1 đi. Đây, 1 đây. 2. Rồi, 2 này. 3. Tôi chưa cắt số 1. Đi lên số 1 đi. Số 1 đấy có đéo gì, điên à? Rồi, sang số 2. 2 đi, 3. 3 đâu? Ba chết kia kia, sao lưng lùi, đi lùi lại. À em là trái phải anh, lên xuống. Ừ, đi mày, bốn kia các bạn. Bốn, bốn đây, lùi đây. Năm. Rồi, năm. Đây. Đi sang, sáu. Rồi, 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 rồi. Rồi, bảy đâu? Đây, bảy đây. Rồi, tám. Rồi, chín. Đây thì kịp thiên đéo rồi được. Mười đây, mười đây, mười đây, mười đây, mười đây. Mười. Rồi, mười một. Mười một. 12, 13, rồi, 14, rồi, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18 sang, 19, 19, hết tại giờ rồi. Quay gì 20, 20 đây. 20 đây. Xuống, 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 21 đây. Sang, 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 22 lùi lại. Rồi, 2, rồi, 23. 23 đây. 24 lên, cố lên, gần hết giờ rồi. 25 cân lên ra bên kia. 25 số đế xuống rồi. 26, 27 được rồi. Ê, ôi, thế là con vẽ ra con mèo nên mày vẽ được cứt cái game fake rồi. Ơ kìa. Ờ đéo có con chuột ở đây. Trò gì này?
hướng dẫn vẽ mặt mèo. Ôi chuột. Labyrinth games. Oh, those are fun. Labyrinth game à? Labyrinth game là cái game béo gì? À, đưa format về đây, đưa miếng format về đây. Rồi, phải game này trước. Phải trước. Điều khiển phải chuẩn chỉ rồi. Xem nào. Đây. Ấn lên nào. Mình phải đứng ở đây. Đứng. Đứng thôi là được. Phải dẫn. Đứng, à? đứng cùng sang bên này. Đấy. Rồi, vào đây, vào đây. Đi. Mẹ. Trò khó. À, đứng đây, từ thôi. Rồi. À, cái hết đi. Xuống. Anh đứng sát xuống phía dưới đấy. Rồi. Đấy, chắc chắn là ăn. Đéo thể nào hơn được. Tôi bố đời trò này mà. Sao không cầm viên bi chạy đi, nó ở dưới trên đéo nó mà cầm chạy. Nó mặt kính ấy, cái phần. Ôi ôi mẹ cái này đi. Đi từ từ nhá. Nào, yên tâm. Hết cỡ luôn. Đấy khó đây này. Dừng, quay lại. Đừng. Đoạn phải rất chuẩn đấy này. Từ từ, vào giữa đã. Rồi, quay sang đây. Chưa, để cho bóng hơi nhích chậm tí đã. Trông tôi vũ trông. Được rồi, đi, thẳng đấy. Thẳng luôn nhá, hết ca. Rồi, từ, quay lại. Chưa. Đấy, đã làm gì đâu. Sao bên này đã. Rồi, hết ca, sao đây. Sao đây, xuống. Rồi, ôi. Ok rồi. Chưa. Rồi, mệt vãi cứt. Thì miếng format đâu. Đây, bây giờ là lên đây được rồi, qua phát đây này. À, dẫm lên xem nào. Đấy. Ôi, à. Này gọi, có phải miếng format đeo đâu, cái này trong cái phim Nhật chạy, nó sẽ mở cửa cho mình sang bên kia. À. Gì đây? Ây à. Ờ, mày phải sang bên kia. Tôi phải đi từ từ à? Ờ, lại được rồi đây. Dạ. Đâu? Nhảy ra. Hai người phải đứng à? Ừ. À. Đi. Phí như cặc. Đi. Mày thì khác nhau đi. Vì. Phải nhanh đi, không sập bẹ mất. Đấy. Ôi kìa, con mình đi quá kìa. Ôi kìa. Nào, lên đây. Lên. Địt. Đéo hiểu, quay hiểu đéo gì. Ở đây, vẫn sống. Địt, không kịp rồi. Tốt nhất là nhảy một rồi đéo. Dùng cái sờ lai, sờ lủng đéo gì hết. Sờ lai lúc nào cũng bị luôn. Ở địt. Nhảy thôi, không slide là sẽ được. Đấy, không slide luôn, cứ nhảy hai là đẹp. Rồi. Chiêu rồi. Đấy, đêm phải có nạn thật. Ây à. Không sao. Cái này xanh này sang là sẽ có tường. Xem nào, đi thử xem nào. Đi. Đi phải nhanh.
À thì về nó sẽ tụt dần. Đây tao kéo này là được mà. Đấy, cứ ở đấy đi. Cả hai đứa đều phải nhảy mà. Cả hai đứa đều phải nhảy. À, nào. Ừ, kéo đã. 3 2 1 đi. Ok. Bên này của tao nó lại không được à? À đây, em có cái này giữ được cái xanh này. À đấy nó phải. À đâu, cái này là kéo cái đéo gì chứ. Anh phải đi bên vàng, đéo đi bên này được. Thế à? Bên xanh này là em đi rồi. Sao tao nhảy chỗ kia đéo được gì? Rồi, à, đi luôn nha. Kéo hết cơ đi, kéo hết cơ, chưa rồi. Hết cơ, chưa hết cơ. Hết rồi. Nhanh lên. Xong bây giờ như nào? Nhảy đạp tương, rồi quay lại đi. Đéo gì này thì còn gì? Hết giờ rồi, quay lại đi. Hiểu. Đây, kết chứ còn gì nữa. Đúng không? Rồi, thả vắt nhảy luôn. Chạy nhanh vào, phi thân vào. Rồi, đạp tường. Đạp sát vào. Đi còn mày. Đứng sát hẳn vào bên trong thì nó mới có nhiều thời gian. Đứng sát hẳn vào phía trong nhá. Rồi, đạp đi. Rồi, ép sang, đu dây ra nhanh lên. Yên tâm, cái kia nó có rụp đéo đâu, phải lo. Có, nó thụt mẹ vào rồi. Rồi, đi thôi. Đấy. Đi. Gà à? Gà thì xưa rồi, game còn lạ cái gì nữa. Bơm à, bơm à. Ôi trời ơi, bơm bóng. Nhảy lên mà bơm đi. Không gì đã, nhảy đây để bơm vào cái này. Đây, bơm cái này trước. À, hợp lý đấy. Ok. À, đạp đây. Sao lại sang cái này? Rồi. Đi, đéo được. Phải nhảy lên cái kia được. Chứ. Phải nhảy cái bên này. Có cái móc treo ấy kìa. Đây là một đứa kéo cái này thì cái kia nó mới quay sang để vĩnh móc. Đấy, có cái móc treo đây. Rồi, kéo đây. Đạp đi. Bên này có. Rồi, anh ấy đây. Đây. Anh đạp cái. À, phải nhảy vào cái bóng, chờ tí. Căn giờ đã. Đấy, căn đi. Yeah. Đừng nhảy vội, bao giờ phải nhảy, cứ nhảy. Bóng cười thật. Rồi, đạp đi. Rồi, bay sang bên kia. Rồi, đạp bóng xanh trước này. Đứng vào chỗ bóng xanh đi, đứng vào bóng xanh đi. Rồi, dập đây. Cái này là mẹ thời gian nó sẽ lâu hơn đấy. Móc vào, rồi sang bên kia đây. Thế này thì cái việc móc này nó có liên quan cái đéo gì? Ờ? Đéo cần nó cứ đứng ở đây xong đéo gì. Nhưng mà cái móc kia nó sẽ quay trở lại. Đây. Đâu cái móc nó sẽ quay trở lại 90 độ. Thế mà nhà bóng to thế. Nhà máy nhà bóng à? Đâu hiểu. Có cái đồ chơi như này đến hay mình cái gì thích đây? Chơi. Lại đồ chơi gì đây? Đây này. Ui trời ơi, bầu tôm cua cá rồi, bầu tôm cua cá! Trời ơi, nó đớp về chết mẹ rồi. Game tệ nạn quá. Bầu tôm cua cá. Đây, xuống đây bơi đây. Ui xời, bơi nó đi còn mẹ. Trình còi nhìn tao rồi đấy, ok. Thế là được cái gì đấy? Ây à, đi, luôn bị nó bắt thôi, đừng sao mà qua được. Ờ, có cái gì đây? Bạn này được cái gì? Tìm cờ bạc quá. Cái này dậm được cái gì nhở? À, dash này, dậm cái này mình sẽ được một cái tính năng, kỹ năng gì đấy khi mà quay cái này này. Đấy, cross là kỹ năng là mình có thể đi ngồi được.
À đây, nó ra cái này rồi Vũ này. Đây. Thế à? À, chắc là phải quay. Đúng là bầu tôm cua cá rồi đéo nữa. Game bẩn. Quay quay cái này để mất bóng là coi. Ồ, gì đây? Ôi vẽ này, Vũ ơi, vẽ. Tao mày có thể vẽ được cái hình ở đây này. À, biết phải vẽ cái gì rồi. Đi ra sao thì sao? Sao thế? Hả? À đây còn cái móc này rồi. À, anh em thấy không? Thôi được rồi. Thôi được rồi. Ok, đi thôi. Vũ Phật. Đấy là cái búa điên à? Mẹ game trẻ con. Đấy là cái búa. Ừ, cái búa đập bóng mà. Ô, cái này là cái gì đây? Trò chơi đập nhau rồi. Ờ, à, cái trò ấy đây, trò cá mập đấy. Ờ, à, cái trò mà đứng lên trên nó sập à, xuống đúng không? Ờ, à, phải cũng trò đúng răng. Bây giờ chơi, phải đấy quay rồi. Lại từ đầu, thì nó mới chuẩn. Cái hết đi, cho nó ấy lại từ đầu đi, xem thằng nào đen. Dập. Đéo mẹ, đéo gì răng. Bắt đi. Tớ phải chạy từ đầu chứ, mẹ. À, lại từng nào, lần lượt, bây giờ chọn. Trước. Rồi, tao trước. Rồi, chọn đi. Này, Vũ lại thua, thì thôi. Phải đâu biết đéo được à. Thế này cái này chắc chắn là cái này rồi, đéo bao giờ phải là cái này luôn. Chắc là cái này thôi. Anh em chuẩn bị cược. Game như con cặc này sao nhá. Tôi bảo mà Vũ là nào đây, lép ship à? Ship để quay à? Watch out, man. I used to be real good at this. I know how to bat a ball. Not as well as I do. Nhon. Vũ đánh kinh quá. Nhon. Nhon. Đéo diễn 11 năm mẹ tôi còn đánh đập đéo nữa. Ôi giời ơi. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Ôi giời. Đi nó đánh kinh. Ôi giời ơi. X2 ngay. Và một phần cuối cùng 7-1. Đức Brazil rồi. Đây là cái gì? À, tiền tiết kiệm à? Đéo sẽ đọc cả chuyện cổ tích cô bé quàng khăn đỏ này. Đéo gì về đút đít đi kìa nó. Đấy. Cho hết tiền vào đây. Ờ. Ok, 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 lợn kìa. Đi rồi. Ống tiết kiệm của con cũng mẹ khổ phá ra mà mua PS chứ còn gì nữa. Thỏ và rùa. Bên này là vệ cô bé quàng khăn đỏ. Cái gì đấy? À, con này học lớp 3, toán lớp 3 này. À đâu, 3 tháng. Tháng thứ 3. Chứ kéo phải tháng 3. Cái này là cái gì? Lại game gì đây? Tôi đi fit get spinner. Đây là cái em mua cho râu. Ai phải dùng cái này để bay à? Làm cái gì đây? Ấy à. Bay. Cái này là giống kiểu cánh quạt Doraemon ấy mà. Chơi đồ nhiều rồi. Ôi. Đi. Ui ngơ. This Free Fire rồi. Free Fire. Hình như là phải tìm cái chỗ nào để tắt cái đấy đã. Phải tìm chỗ nào tắt cái à kia bên kia phải tắt cái cửa này đã. Rồi. Cái game nhái Free Fire láo thật. Sao rồi, tắt được màu vàng rồi, còn màu đỏ màu xanh, tìm cái ống đỏ ống xanh, ống đỏ ở kia. Chỗ này hết ống rồi. Rồi. Đây rồi. Ở đây thấy hết bẹt ống rồi sao?
Rồi hết rồi, hết rồi, hết rồi, rồi xong rồi. Rồi đi thôi. Còn cái ống đỏ, à đỏ rồi đúng không? Mày như bố đời này. Piu 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 piu. Piu piu. Ấy. Piu 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 piu. Piu 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 piu. Địt chết mẹ rồi. Piu 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 piu. Có cái này nè. Đạp 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 đạp. Ây da. Nhanh. Đừng có hòng. Chết rẻ. Chuối mà. Đồ láo à. Ơ kìa. Đúng đấy. Thế chứ. Đừng có bố láo. Úi xồi ôi. Úi xồi. Úi xồi. Úi xồi ôi. Cái này là nhà hơi à? Đéo hiểu về bố mẹ mua cho thế này thì còn đòi hỏi cái đéo đòi gì hỏi nữa. Gì? Ly dị cũng được. Nhà tôi thì vậy chắc là về đéo bao giờ có luôn. Lên. Ờ. Thôi, đợi bữa thôi. Ruột dưa hấu rồi. Piu 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 piu. Hu hu nhìn nhà chơi này ai cũng muốn nhảy vào. Ừ. Không, tôi bây giờ thì vào đây chơi mình cũng hơi chán thì phải có thêm mình cả một bạn nữ nữa nhá. Vào đây chơi sao mình. Sao này đéo đi được? Đéo nảy à? Giữ đi. Giữ chuột đéo nảy. Đéo lên lại phải đi bộ là quay trở lại rồi. Chốc. Chốc. Chỗ này nó phải lấy đà để nó đi. Dự Trang vào chơi thôi anh nha. Trang bây giờ vào đây thì khéo sinh sớm đấy, không đùa đâu. Đang gần đến ngày thì coi như là vỡ đê rồi vào đây là thôi đấy. Vỡ chùm luôn đấy, đùa rồi. Ít xôi ôi. À. Xôi. Đáp đáp đáp. Thôi thì không có Vũ thì đành quay tay một mình chứ làm nào được. Bây giờ có hai anh em đứng quay tay với nhau mới vui chứ. Gì đấy? Kế hoạch của tôi đã coi như là thành công. Hai người vẫn còn rất nhiều điều phải học. Rất nhiều những cái thử thách mới. Tiếp tục đi thôi. Chúng ta cần phải... Ôi, cái gì đấy? Ồ, à cái này cái kính vạn hoa đây mà. Đi chơi đồ nặng rồi. Ôi ơi. Thôi hôm sau chơi tiếp chứ này thì vỡ đầu mất. Chúng ta đi chơi nhiều lắm rồi. Kính vạn hoa rồi. À, rồi rồi, có đường đi rồi. Chơi đồ à đi. Rồi hôm sau mình chơi tiếp anh em ạ. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Tôi con game này chắc chắn đéo phải là vậy cho trẻ con. Tôi cá với anh em luôn. Trẻ con kẹt trên cái con game này. Anh em nghỉ vài phút rồi mời anh em sang K2. Hiếp xanh đỏ tím vàng nhìn ghê VL. Anh em nghỉ vài phút rồi chúng ta tiếp tục sang K2 luôn. Ngay đây luôn.